Chào các bạn. Sáng nay ba anh em leo lên đảo nữa. Chú hai anh chế đi trước rồi. Có bón dài sâu. Bữa nào cũng vậy thôi. Đấy nó đi mất rồi. Cho tao đi, tao lạc bé ơi. Cho tao đi, tao lạc mày. Dở lạc lắm. Đi đường nhỏ mà tao còn lạc nữa mày. Tao đi tâm tin mới nhãn nữa nè mày. Đúng không? Cần đi đường dân quốc lộ mà còn lạc. Sao? À đúng á. Cô lo xanh đi, đi cái co. Đâu cũng không. Ui. Trời. Lên này dốc này đứt ruột mày vô. Mày vô. Lên dốc này đứt ruột đứt gan nó. Thằng kia. Bây giờ nó dốc cái cọng cỏ nó không thế. Nó dốc dây tờ hồng này. Đây. Nó dốc mấy giờ tờ hồng này nó không thế. Wow. Một thằng, hai thằng. Wow. Wow. Ma vô. Wow. Chắc là chân gấu nào còn nữa không. Wow. Tao tao cũng đi nấu mày. Thằng Quý nó té. Mà dắt tờ hồng nó té. Nó quýnh nó chịu hấp tinh đại pháp đây. Nó quýnh hết vỏ. Sáng nay đi bốn rúng tay chân. Wow. Mày. Một thằng này. Ai. Hai thằng này. Ngon 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 tao. Và sáng lên. Không có mưa mà ướt quần áo hết. Nói thì nói nhanh. Nói đàng hoàng. Đừng có thớ vừa nói. Nó mệt. Nó mệt thì đừng có nói. Em ui. Nói đứt thờ. Bây tí khỏe nó khác chưa? Vô đi em. Vô. Đấy. Giờ nó bánh dừng nhỏ dừng tốt ra đây ra đây. Mai lon. Vô. Ba lon. Vô. Chú ba lon đấy mà hai con bò hút nó mạnh nha mày. Ba lon đấy mà dỡ núi nó xuống mà đâu phải tầm thường mày. Vô. À vô mày. Ba con đấy nó ủi núi xuống á. Con đang đây làm gì vậy? Mình vợ nó giết chết nữa xong nữa rồi. Chưa, quay tặc uống. Quay, rảo, rảo. Chưa, nó đâu có ra đâu, vỡ bạch. Đây, mở cái nhà mình. Dùng. Hai con bò đây cho nó mạnh dữ lắm. Nó vỡ quy hồn đảo xuống chứ không phải tầm thường. 1, 2, 3, vô. Rồi, bò cái. Thôi, nghĩ anh em à. Uống miếng nước các bạn rồi đi tiếp. Ba anh em mình lên rừng các bạn. Mẫu đứa đi mẫu nơi. Hai anh em đi chỗ mình đi chỗ này. Gặp mấy cây hai châu. Đây một cây này các bạn. Chua cho nó thẳng dữ lắm nha. Mà cái tàn của nó này. Mẹ châu. Cái gốc có thẳng. Tới tổ các bạn. Nó được có cái trà. Cây này cao cỡ như thế. Để mình đốn đốn thử nha. Chù cho nó thẳng trời đất xấu. Sao mày thẳng dữ mày. Ui ui. Cỡ nó. Đây. Mình đón thử nó đứng dưới mình thử tao đâu. Thôi rồi đây. Rồi. Cái đê cao. Cao tầm à. Khoảng 2 thước mốt các bạn. 1 mét này. 2 mét à. Khoảng 2 mét mốt. 2 mét 2. Khoảng mấy. Từ mạch đất luôn nha. Trời còn cái góc này. Nó cũng to chứ đất đáo giờ là bự rồi các bạn. Không còn gì nữa đâu. Đấy. Cái đây chắc khoảng 15 quành. Mày cha thánh. Thánh lên đây bị gió nó giật. Nó mới căng. Coi thử đi. Đào bậy. Dắt cái trà đi các bạn. Kia cắn cây nữa cái này. Đây, cái đây mà nhó không các bạn.
nhau mình đỡ lại nha. Cái thằng con căng căng này. Đây. Đây, đấy. Đây. Bữa sau mình đặt. Bữa nay mình đặt cái đây chút ha. Thích cái bữa rồi ham các bạn. Tốt xấu gì không biết. Chung cho biển mình xa ra nha. Biển hơi xa tít rồi kìa. Xa dữ lắm. Đấy, cái chỗ đây gần hơn nè. Biển trời thì mênh mông. Đấy. Chụt dưới vô cái rừng để tặng râu rồi. Trời ơi, như tơ ấy. Đấy, gặp được cái cây. Đằng xa xa cái rủi cái tìm gặp cái gốc mai. Ngọn. Đào phải các bạn. Cái thân này nó thỉnh cỡ mới tắt đây. Để mình coi thử, lên đây thì căng này. Lên cành nhánh thì căng, mà cái gốc thì thánh. Chú sao thánh, dữ thánh. Lấy được cái bầu ăn đây không biết nữa chứ. Chết đây. Rất chà phải có cái bầu chứ sao, cái bầu méo méo không? Nằm trên đá đây mà, đây, giải rỡ xuống phía đây. Đây. Một gian này, hai gian, ba gian. Rồi, khoảng 70 là thánh. Lên trên thì căng. Thôi, quốc đây. Dọn dọn ra, ráng lấy cái bầu các bạn. Dắt đi dắt đây. Coi có tàn mà. Để thôi. Được cái bầu nha. Được cái bầu mình dắt nguyên cái trà đi. Mình nhắm bảo đảm mình dắt nguyên trà đi. Mặn bảo đảm mình xả cái cốt các bạn. Đào á. Mình đào nó lên rồi các bạn. Đây. Một cục đất cho nên. Cả hai cái rỡ xuống nha. Rỡ nhỏ trên này. Chung cho đây nữa. Đấy. Phía bên đây con rỡ nữa các bạn. Cái bầu đất nó méo méo vậy. Giờ nó ở trong đồng đá thôi. Nem nó gác trên bụi luôn hả? Xuống chưa? Đấy, đấy đó. Nằm dài trên bụi ấy. Rừng nó dày lên các bạn. Bỏ nó mới rớt. Đây, đây, đây. Đây. Bỏ rỡ nó đây. Phía đây có cái rỡ nó. Đủ rỡ đây. Hơi tét. Nó banh sắt luôn chút nữa. Rồi, công chuyện nó giải các bạn. Cái bầu thôi. Một gan. Hai gan. 40. Chiều đây ấy. Chiều đây một gan. Rỡ. Rồi, 30-40. Chú, chắc cũng bự dữ. Thật cỡ nó. Cái trà dữ quá các bạn. Đấy, chắc bậy đây. Bỏ lại, bỏ cái rỡ lại các bạn. Đấy, rỡ này. Rỡ đây. Đây con cái xía ở đâu đây? Ui, cái đây chạy ngược đâu xong thì ta. Căng đầu gặp đá, căng đầy quá. Đây. Nói chung là cái đây cũng nhiều rỡ các bạn. Mà bầu nó bị méo. Đây, thôi để mình bó lại nha. Còn đá thì ôm em gì cũng biết rỡ ra không cho đâu ơi. Để chút mình rỡ hơn đá ra luôn. Ôm em gì cũng đây, tàu dưới không biết. Đấy, chùa trống lỗ hả? Nhỉ, ngon. Để coi thử. Mình canh canh mình dứt mấy cái rỡ đi. Hơi dính chút khoảng chừng nhiêu giờ nữa. À được. Rồi, bó bầu, dắt ra ngoài trống. Rủi để đi ra các bạn. Ra bạn có trống ơi. Đây, dắt nó lên này các bạn. Tới chỗ này trống trống này. Có cổ rồi. Wow. Đây, cái trà nó này. Hương. Wow. Cái trà nó rất sợ các bạn. Góc này. Bầu này. Mấy xẹo này. Nó phía đây nó nằm trên hòn đá là gì ta rỡ. Rỡ phía nào cũng có mà cái phía đó không có các bạn. Wow. Chú, đỡ mình đo thử nha. Một gang, hai gang, ba gang, bốn gang, năm gang, sáu gang, bảy gang, tám gang, chín gang, dầu chục, mười hai gang các bạn. Chú, tôi dọn hơi nước mới. Hư quá. Thôi. Chạy á, dắt đi. Tới đây gặp một bụi nữa này. Đây. Một bụi hai châu lá nhỏ nữa. Đây, ở đây có mấy cây nhỏ nhỏ nữa này. Lá nó được các bạn. Hải châu lá nhỏ. Đất đáo. Bình định. Thấy cái bụi xua không? Tới gặp bụi đây là dọn rồi. Mừng quá. Coi thứ cần đi sao đây. Chỗ cái bụi đây. Nó tròn ẩu ẩu rồi. Đấy. Đây, đây có cái nhỏ mặt đây nữa này. Không. Mình không đào cái nhỏ đi. Mình đào cái bụi to to đi. Cái bụi đây cao như ta. Cái bụi đây nó cao 40. Đào bụi đây cao tầm 70. 70 các bạn. Mà chiều rộng nó em. Chù chàng tới 8-9 tấc đây nè. 8 tấc. Đào đào đào. Một gốc mấy thân. 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng, 4 cộng, 5 cộng. Trích clip 5 cộng các bạn. Đây đây đây.
Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Chú, cái chỗ bụi cỏ này có cái cây đã ngon. Thôi, đào bậy đi. Không hơn được không? Múc cái trà hư hốm, mà không biết có lấy được bầu không em nữa chứ. Lúc lít thôi, lúc lít. Ờ, cứ nghét, được. Thôi, đào bậy lấy cái bầu. Tối mới trà lại dắt được luôn các bạn. Con cây đây nằm đây. Phía dưới đây các bạn. Chỗ đây này. Chỗ đây mình thấy được hai cây nhỏ nhỏ nữa. Rồi làm luôn ơi. Để con cái chút nữa mà mình không đào này. Cái đây đó lại. Bước khác làm. Thánh quá. Thánh mà to to này còn ham các bạn. Chú mà thánh chút xíu thôi á. Cả nó đào bậy ra các bạn. Để mình xíu bớt cái dâm mình trồng bậy cái nó thấy. Chú cái trà nó. Chiều rộng cái trà nó tới cỡ tầm 1 thước 3 cho các bạn. Chiều cao nó mình nãy mình đoán cho nó tầm phải trên 2 thước, tầm 2 thước mấy á. Mà xía cái đọt nó không biết nó còn bao nhiêu, thì xía cái đọt thì nó dính hơn các bạn. Dâm lọc dâm đồ lại cho đỡ dậy tầm nó mới sống luôn nha, để dậy tầm chết tiết luôn á. Mình lọc bớt đỡ lại cái bộ xương các bạn. Còn dâm là những cái đọt nhỏ nhỏ đây này, đây dâm là những cái đọt đây, đây gọi là dâm tàng thiên nhiên. Còn đây là cái xương này các bạn. Mấy cái đây mình gọi là phần xương. Hả, mình đỡ lại bộ xương nha. Còn cái bụi đây đào lên tới sao. Được thì mình à. Mình à, ấy luôn. Thôi mình tốn đi rồi. Giờ mình từ từ mình tính. Mà nhanh quá thì phải xả bớt các bạn. Cái lá. Chú. Dạ ông ơi. Nó gì dữ lắm. Đây. Nó gì kỹ thuật hả. Đây. Wow. Thân nó thì to lắm, bằng ngón tay cái, mà một góc ngang, đấy, nó một góc này, một cục ở dưới, cái cành nó chết này, bỏ cái nào sống đưa lại cái chết bỏ các bạn, một bạn, không biết mấy đứa em nó có gì chưa, mình được mấy cây xấu, coi như thánh thánh thì cũng mừng các bạn, chúc cái cây kia giác, chúc nó nghiên cứu cách nào ta. Làm sao mà dắt đường sao quá đây. Chết đi trời. Thôi đó từ từ nghiên cứu. Đấy. Đào cái đèn nó tính. Đào nó lên một cây nữa đâu các bạn. Đây. Wow, cục đất trên in các bạn. Cái đuôi chuột nó qua phía mình cưa nghe. Đây này. Cái đuôi chuột nó đâm vô chỗ đây. Đâm vô chỗ cái cây nhỏ đây các bạn. Cây nhỏ đây. Bữa nay mình chưa lấy nha. Mình đỡ lại. Chắc cục đất ông quá. Mày sao vô rỡ. Rỡ cũng bò lung tung các kiểu. Đây rỡ nó này các bạn. Cứng cái đấy. Cộng đây cũng rỡ nó này. Cộng đây không thấy. Cái cộng nào cứng cứng là rỡ nó các bạn. Đây rỡ nó này. Thôi quật bớt cái bầu lại các bạn. Chú chắc cái bụi ông mày. Chắc âm tùm rơ quá ta. Đo thứ nha, 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, rào tới cái đọt chút xíu trên là 4 gang các bạn. Thì rộng 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, rào. Chắc cái bụi gì quá ông. Đây, cục bớt đây. Mày. Thôi, gọt bớt, gọt bói lại cho nó ngon lành các bạn. Lập bớt cái nó, cho chết trong đây luôn. Đừng chi. Còn không à, xíu xíu mình dắt về tới nhà mình ngồi mình lọc. 3 thân to, 2 cái thân chút xíu như quý vị tên. Còn 2 thân to, to hơn lắm các bạn, đâu có thể cái. Đấy, 1 bụi á. Kìa, cái thân trừ kìa. Đấy, đây, bụi nằm đây. Đấy, anh em nó thích quẹo lửa nha. Để mình đào thêm 2 cây nữa. Gẹp mấy cây khi mình đào mấy cây các bạn. Chứ giờ cái đâu nữa. Thấy giờ cũng đào bẫy các bạn. Còn đâu ra nữa. Coi. Dưới gọi. 2 chậu lá nhỏ. 1, 2. Coi lại 2 chậu lá nhỏ rồi. Chú cục đất bây giờ hiện tại đang to lắm nha. 1 gang này. 2 gang này. Xả lên chứ phải gần mình rác cục đất bự được đâu. Nhỏ nhỏ. Đây. Gọt bó lại các bạn. Bảo bó đường không nha. Chú cha. 1 bầu rỡ cám các bạn. Nhiều lắm. Cái khả năng nó cũng được.
do cái rễ nó cũng được nhiều các bạn. Một gian này rồi bỏ đất còn lại 30, chú sẽ lấy 30 ra cái tàn đây, nó sống nấu các bạn. Bây giờ đây này, rễ này rễ khứa rễ nó tơ tơ chút chút là rễ nó hết các bạn. Đây đen 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 này đấy, rễ của nó ạ. Nó có một cái rễ nhỏ gì mới xuống mình cái cọc đây 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 đây, hai cái rễ nhỏ này đấy. Rồi bộ đất còn dày nhiêu tầm có non non 10 phân. Ui dồi, bỏ lại bỏ cho thiệt chắc, dắt nguyên cái bẫu đi đi luôn, xuống biển thả tôm. Có tôm đêm giờ giờ nó nấu canh là nhất. Còn cái nhỏ cái đó lại nha, bữa khác làm tiếp. Bây giờ bó tiếp cái bầu nữa hả, chút cho tròn không đấy. Cái bầu đây tự có nha các bạn, chứ không phải mình làm nó có nha. Coi như có nhiều anh em nói chuyện cũng vui, cái cây không có bầu thì làm cho nó có bầu à. Còn em nào mà không có bầu thì gặp mấy anh đấy anh làm cũng có bầu luôn mà anh vui lắm. Người không có bầu hắn làm cho có bầu, mà cây không có bầu hắn làm cũng cho có bầu luôn. Tôi sợ lắm các bạn. Còn mình ấy, có bầu thì có bầu, còn không có thì không có. Còn làm cho nó có mình chịu thua, mình làm được các bạn. Không đủ trình độ đấy. Để bầu riêng nha, không phải bầu đổ nha. Chú cho khối này chỗ đây vậy. À, đi thuốc mình sợ mũi kính nó liền đây. Bó dắt đậu trà đi, cái đậu trà kinh khủng quá. Đây, đấy, tròn quay luôn, nó tròn tứ diện luôn các bạn. Đây này, không, nó tròn ấm luôn, không có, không thấy nó tròn, y như mà mình kích mình tiếng đâu tự thở nào ấy. Đấy, còn em nữa đứng đây, em đây để dành bữa khác nha, bữa khác mà chấp thật. Đây các bạn, cái cao mình kích bỏ hết nha, còn cái phần xương không các bạn, vậy cho đỡ ấy nó không phải sống đâu các bạn, đỡ la nó không phải sống đâu. Đây này còn cái cành thẳng thẳng này, cái tuột nó này đục cỡ giác bậy giờ buồn buồn ấy nó khá sống mà ấy bạn cây nữa. Đây lá nó này các bạn, chu sẽ xả đi đóng đóng này đấy lá nó ấy. Xả về đóng đóng các bạn ha, quý một cây lá học mềm đấy. Học còn cây đây thì để mình bó luôn cái tàn dâm nó lại các bạn, cái dâm thiên nhiên lại về nhà tính sau. Mà cái cục đây sau này chiếu đây mà nó còn quay cái bên in đây mà thật. Cái đây đã quyên nha, cái mà cái đây giờ cũng phải lọc bớt chứ không lọc bớt là tàn nó cũng sống nha. Mình phải lọc mình sửa lại hết các bạn. Còn thằng thấy em vậy á, chú cái đây tầm trụ ngõ ấy làm giống chơi hoa. Cái bầu này, cái bầu nó miếu miếu này đó. Mình giờ rào từ từ mình hãy tính tiếp cái phần này chút. Còn bây giờ trước mắt thì cứ tạm giác gãi các bạn. Chà, phanh chỗ đây quá là cái ô heo này mà hư quá, đã có cái cây mà phanh thì mà hư gì rồi. Ôi, như cái ô heo rừng các bạn. Đó coi thôi, mình liệu liệu mình đi lại các bạn. Còn mấy cây thẳng thẳng nữa bữa sau mình đào. Còn đào được cái nào nữa thì đào, còn không đào thì đi trở lại. Đây, mình mới đào được cây nữa các bạn. Cây kia, cái cầm kia là mình, cái bụi đó mình bó lại các bạn, nguyên lá luôn nha. Còn cây kia thì còn xương không, còn cây đây thì mới đào. Đấy, bụi đây nó cao cũng cỡ 2 thước ở trên. Đo thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, mệt mới các bạn, 8 gian, chưa tới đọt. Bây giờ là bó lại cục đất đây nữa các bạn. Cái đây cũng được ít rỡ, rỡ bà con sớm mới rỡ nó mới các bạn. Đây, cái đuôi chuột nó kết rồi này. Đây là cái đuôi chuột nó này, mình kết rồi. Còn trong đây rỡ tờ rỡ cam nó một mớ, rồi rỡ số một mớ này nha, chứ không mình nó đâu. Đấy, một cây nữa. Rồi, ba cây, bó lại dắt xuống các bạn.
cho mấy đứa em biết nó đi tới đâu rồi. Hai thằng khí nó quằn đâu, mình cũng tìm ra nó các bạn. Bó xem cái cục bầu đâu. Đây, cục bầu đây 20, chiều đây 16, 17 phần các bạn. Chiều đây gan này. Coi này. Đây, lá này. Không coi thôi. Lá nó này các bạn. Hai trâu lá nhỏ. Chú, mà cái lá nó càng nó nhỏ dữ lắm. Đấy. Mình sẽ kích y như cái kia nha. Rồi dắt cái trà đi luôn. Rồi, được hả? Bấm, bấm lại các bạn. Rồi cái còn cái xương như cái kia là mình dắt đi á. Mới cái dắt xuống à. Con chiếu đường các bạn, còn xa lắm nha. Mà lội tầm tới bước đâu. Đấy, coi ấy. Má ơi, bụi đồ cầm lên dắt hết các bạn. Chú, chắc cái đường nó khó đi nè. Mày, chập chập chứ mà cũng khó đi em nha. Chú, coi rừng này. Đấy, nó râu rém vậy á. Từ trên cao đi xuống các bạn. Ơn mây xanh đây này. Đi xuống. Tới đây đầu. Là đầu là nghĩ à. Chúng ta đây núp các bạn. Núp chút đi nữa. Đầu tiên thứ mấy đứa em nó đang ở đâu. Chú cho cái cục đất kia này. Cái bụi nhỏ thế mà cục đất này nhức á. Chú cho cảm cục đất đây là khắp lên khắp xuống mà. Ơ mình ơ mấy cục đất đấy các bạn. Wow. Đồ đạc tới đây vậy. Nằm dính càng vô cây thì hết rồi. Mệt. Nghĩ á. Tới đâu nó tới. Rồi đi nó. Đây. Mình tới chỗ mấy đứa em rồi các bạn. Nó. Tụi nó đào. Bơi ấy. Chào. Chú. Nó dành hết đào hết cây nhỏ của mình các bạn. Nó đào bơi rồi thôi. Chứ còn. Đấy. Bây giờ nó đào đung luôn đây thôi. Đấy. Mày. Chào, nó đập nó đụng gì mày, tìm đồ cố mày. Ra đồ cố chưa? Hấy. Chưa ra được đồ cố ấy. Chưa. Em kỳ đấy. Cái tàng rộng quá, lấy cái bầu đỡ em. Mày lấy cái bầu hẹp vé nó. Do cái tàng to quá. Ủa cháy giải, cháy giỡn em nó nuốt mất cái còn tới mày chết. Mà tướng ngon bố phía nó đỡ dặn mẹ. Chuyện yên chuyện quán ấy. Ôi chục trà. Thứ gì vậy? Thứ gì mới chung với cha? À. Anh xuống cái kia. Bây giờ là bấm bên đây tấm em. Dọn đây tấm ra này. Cái gốc kia đập xiên vô phát là nó rất là đẹp. Dọn bên đây chân gấu gấu này nè. Dọn bên trong nè. Ăn được bó. Đạo được bó chứ cấm phá ra hồn nha. Phá hồn là mày chết tao á. Đạo được đơn khác nó cao siêu nó đào. Nó phá. Đấy. Nó đào hải châu nè. Chưa. Đấy. Bám phía đây á. Nhảy lên ngọc. Coi cây quýt. Đặt thêm bếp cho chị đó. Nghe chẳng ngồi cầm lấm cho con cút ra tao. Đấy, đây. Thằng mình đấy. Khá lắm. Đấy, đặt bếp xuống. Đấy. Đặt bếp xuống. Còn đường đấy là mới lấm nó ra được. Chứ lỡ thì sao nữa, không lấy bỏ. Lỡ cho nó lát luôn ra tao. Xuống nó đào bụi ai châu này. Nghe. Cấp kết. Ấy mà căng sợi dòng ý thế này. Rơi ra cùi với cái trọt mong mày. Chô còn thật ra nó nhí tạo nó kiếm gì tạo này. Chô tạo mới 10 giờ xanh lét quá gương quá. Chô cái màu xanh. Cái màu xanh đặc trưng của miền Trung này.
đấy, đấy, cực 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 ở đấy. Bứt, 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 bứt. Bà con hàng xóm này trồng trong ở nhiều dữ hả? Nhiều chùi trong ở đông quá. À. Cái chỗ đấy chắc à, ngon là nè. Lấy cái này. Ngon hay sao tập trung tới dữ vậy? Còn anh quý cái lên nó dắt bài bài tới nữa xuống anh. Chú cho thầy. Thôi đó coi thứ nó làm thế nào. Chiếc tàu đi đi xa bờ này to mà chưa trước kia nổ neo lên thôi à anh đủ là cái đoàn rồi chuyến đi lần của mình xin kết thúc ở đây các bạn.